Son Hyun-min sinh ra trong một gia đình thường xuyên di chuyển chỗ ở. Vài tháng sau khi chào đời ở Chuncheon, gia đình anh chuyển sang Canada, Pháp trước khi dừng chân ở New Zealand. Vì không có quốc tịch nên bố mẹ đăng ký cho Son theo học dưới dạng trao đổi văn hóa giữa hai nước trong trường Mission High. Đến năm 9 tuổi, anh mới được quay về Hàn Quốc. Tại đây, Son Hyun-min được đưa tới trường trung học Dongbuk và bất ngờ tốt nghiệp với tư cách thủ khoa. Nhưng ngay khi bước vào tuổi dậy thì, Son Hyun-min bắt đầu chán học. Anh đam mê bóng đá và có khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và sàn chơi bóng tại châu Âu. Xa hơn là trở thành biểu tượng mới thay thế người đàn anh Park Ji-sung. Một năm sau ngày vào cấp 3, Son bỏ học và ghi danh vào lò đào tạo trẻ FC Seoul, nơi phát hiện ra Lee Yong-pyo, một cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng khoác áo Tottenham Hotspur. Son Won-jung, cha của Son Hyun-min, một cựu cầu thủ bóng đá nhà nghề vốn không hài lòng. Ông muốn con mình nếu không thích học văn hóa thì phải xin đi học nghề và đợi đến tuổi để thi vào trường đại học thể thao Seoul. Dù vậy, mẹ anh, bà Eun Ja-kyu lại nghĩ khác. Bà tin rằng nếu Son trở thành cầu thủ sẽ giúp con trai mình được trải nghiệm thế giới nhiều hơn. Trong thời gian thi đấu ở FC Seoul, Son Hyun-min xin làm nhặt bóng ở đội 1. Đấy là khi mà cậu bé thường tân bóng và làm một vài động tác kỹ thuật bên đường pitch để lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng. Năm 2008, Thies Fleimeister, một cựu cầu thủ ở Đức, phát hiện ra Son Hyun-min. Anh ta đặc biệt ấn tượng với khả năng sử dụng hai chân như một và tiến cử Son Hyun-min tại Hamburg. Ở tuổi 16, anh đã bỏ toàn bộ những vinh dự và kế hoạch ở quê nhà và xách ba lô đến thành phố cảng nước Đức. Một trở ngại thường thấy ở các cầu thủ châu Á qua châu Âu thi đấu là xung đột văn hóa. Bởi vậy, trong những ngày đầu tiên, Son có cảm giác mình bị cô lập. Anh không quen ai, thậm chí không thể nói chuyện với các đồng đội. Người bạn duy nhất của anh là một gia sư dạy tiếng Đức người Áo. Sau giờ tập, Son vẫn tiếp tục ở lại sân và tập luyện thêm. Fleimeister từng tròn mắt ngạc nhiên bởi ông chưa bao giờ gặp được Son. Mỗi lần ghé qua thăm cậu ở ký túc xá trong khuôn viên Hamburg, thì ra anh vẫn luôn ở lại sân tập thêm tới 9:30 tối. Không có bất ngờ khi sau 2 năm tới Đức, Son Hyun-min được lên đội 1 và chiếm luôn một suất đá chính. Ruud van Nistelrooy thừa nhận sau mỗi buổi tập, anh đều thấy Son tiến bộ, đặc biệt là khả năng xâm nhập vòng cấm. Các mối quan hệ bên ngoài sân cỏ được cải thiện khi Son cần 17 tháng để giao tiếp thành thạo giống như người bản xứ. Mọi thứ cứ tự dưng đến với tôi, học tiếng Đức khá là dễ và nó là tiền đề giúp tôi có mọi thứ sau này, Son Hyun-min chia sẻ. Vào tháng 6 năm 2013, Bayern Leverkusen trả 10 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để có được ký của Son. Trong 3 mùa giải tại Bay Arena, chỉ có 4 cầu thủ khác tại Bundesliga ghi được nhiều hơn 10 bàn trong một mùa là Robert Lewandowski, Thomas Müller, Mark Roos và Son Heung-min. Các đồng đội đã kể lại với tờ Joseon rằng Son từng khóc một ngày và bỏ bữa sau thất bại trước Honduras tại Olympic 2016, bởi trận thua ấy cũng đồng nghĩa với tấm thẻ miễn trừ nghĩa vụ quân sự bị tước mất. Tuy nhiên, Son ném bỏ bộ mặt ủ rũ u sầu vì anh biết rằng huấn luyện viên Pochettino không cho phép điều ấy. Son muốn là một phần trong kế hoạch dài hạn tại Tottenham và để có được điều mình muốn, không còn cách nào khác ngoài chăm chỉ và tận tụy. Trong một trận đấu với Liverpool tại vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Son Heung-min đã chiếm được lòng tin của ông thầy khó tính. Đó mới là lần thứ tư anh được đá chính tại mùa giải này, nhưng Son chỉ cần mất 15 phút ít ỏi để điền tên mình lên bảng tỷ số. Giống như Park Ji-sung, Son Heung-min gần như là sự thay thế hoàn hảo cho người đàn anh, một cầu thủ khiến tất cả phải nhìn nhận khác về khả năng của rất nhiều cầu thủ châu Á. Với Son, anh chắc chắn là một tấm gương và biểu tượng lớn cho những cầu thủ châu Á muốn vươn đến đẳng cấp thế giới.